Thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng khan hiếm phòng nghỉ và tâm lý muốn có giá rẻ, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các cơ sở lưu trú trên mạng xã hội như là Zalo, Facebook, TikTok để lừa tiền đặt cọc về dịch vụ phòng nghỉ ăn uống của du khách. Vâng, trước sự việc ngày càng phức tạp và có nhiều hướng gia tăng, Sở Du lịch Nghệ An đã có văn bản cảnh báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm, ghi nhận của phóng viên VTC. Với những thông tin đơn giản như thế này, những đối tượng đã lừa được rất nhiều khách hàng khi đặt phòng nghỉ tại khách sạn Minh Châu có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Theo chủ khách sạn này chia sẻ, chỉ trong một thời điểm ngắn cuối tháng 6 vừa qua, có đến 4 đoàn khách bị lừa chuyển tiền đặt cọc khi thuê phòng nghỉ tại khách sạn với số tiền cọc từ 1 đến 3 triệu đồng. Nó lấy cái hình ảnh của khách sạn Minh và đưa hình ảnh lên, tuy nhiên thì cái thông tin về số điện thoại và tài khoản thì là của họ, và họ lừa đó là cái điện thoại cũng như là tài khoản của khách sạn. Và sau khi khách đặt cọc tiền vào đấy để đặt phòng thì vào là khách sạn xác nhận là không có. Vậy thì ở đấy thì cũng đã gặp 3-4 trường hợp như thế. Có 2 đoàn thì họ vào trực tiếp đấy và không có phòng. Có một vài đoàn ấy, thì họ gọi điện vào, trước khi họ chưa vào thì họ đã gọi điện xác minh là mình có đúng không, và họ cũng thông báo là họ đã bị lừa. Cũng bằng hình thức trên, 6 đoàn khách khi có nhu cầu đặt phòng nghỉ và dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thái An cũng bị các đối tượng lừa đảo chuyển tiền cọc có mức giá từ 1,5 đến 10 triệu đồng. Điều đáng nói, cùng một số điện thoại, cùng một tài khoản ngân hàng, nhưng các đối tượng đã lừa được rất nhiều khách hàng, nhiều cơ sở lưu trú trong cùng một thời điểm. Có một đoàn lớn nhất là 39 khách. Và theo như thông tin mà tôi nhận được thì họ đã chuyển cọc cho bên kia là 10 triệu đồng. Đấy là tức là 6 triệu đồng tiền phòng và 4 triệu đồng tiền ăn. Còn có một số đoàn nhỏ hơn thì tầm 5 triệu, 6 triệu, 2 triệu. Đấy cũng là rất là nhiều. Thì số tiền thì bao nhiêu cũng là nhiều cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái ảnh hưởng đến cái uy tín của khách sạn và là cái niềm tin của khách hàng đối với du lịch Nghệ An. Nó cũng ảnh hưởng đến cái du lịch. Như vậy là để rồi du khách khi vào với Cửa Lò là không có nơi để nghỉ, và ảnh hưởng đến cái hình ảnh về du lịch Cửa Lò. Thì cái này chúng tôi là tiếp tục là khuyến cáo để người dân, và mong muốn người dân là tìm hiểu kỹ khi vào với Cửa Lò, và có những khi cần thì có thể liên hệ với phòng văn hóa thông tin để chúng tôi được hỗ trợ. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng việc khan hiếm phòng nghỉ và tâm lý đặt phòng giá rẻ của nhiều người, đồng thời theo dõi các nội dung thông tin khách hàng đăng tải, xin chia sẻ trên các hội nhóm du lịch ở các nền tảng mạng xã hội để đặt phòng lưu trú ở các điểm du lịch. Sau đó các đối tượng mạo danh liên hệ du khách để thực hiện việc lừa đảo và thường lấy giá thấp hơn giá niêm yết của khách sạn. Lừa đảo trên mạng thì hiện nay chúng ta như người dân đã biết thì không những cái trong lĩnh vực du lịch mà trên cả cái lĩnh vực kinh tế xã hội khác thì cũng đã xảy ra, cũng cảnh báo cho du khách là khi mà đặt phòng thì chúng ta phải tham khảo xác nhận đến cả cái thông tin, ví dụ như trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch, chúng ta đã công khai tất cả các cái cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng như doanh nghiệp vận chuyển, hướng dẫn viên, khu điểm mua sắm. Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An hiện có hơn 300 cơ sở lưu trú. Trong mùa du lịch cao điểm, giá phòng tại đây dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng một đêm. Những năm gần đây, hoạt động du lịch đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều địa phương. Trong đó thì không chỉ các địa phương có thế mạnh về biển mà còn cả những địa phương nông thôn. Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các mô hình kinh tế hợp tác xã. Vâng, và phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ giới thiệu đến quý vị về cách mà nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã biến các trang trại, nông trại của mình trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với du khách. 3 năm gần đây, vào mùa thu hoạch, vườn nhãn Hòa Thuận ở ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên đón khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các loại nhãn tại vườn. Theo bà Bảy, chủ vườn nhãn đồng thời là thành viên hợp tác xã nhãn Xuồng Lộc An, thì khi được chọn là điểm du lịch cộng đồng, thu nhập của gia đình cũng tăng hơn trước. Chừng nào có nhãn là bà con tới tham quan. Lâu lâu thì cũng đoàn xuống cũng 50-60 người. Cũng thu nhập hàng ngày ổn hơn mình bán cho thương lái ngoài chợ. Cái hướng của hợp tác xã là chủ yếu là để tiêu thụ cái sản phẩm rồi tạo thêm cái doanh thu cho các cái xã viên, thì sẽ làm thêm những cái du lịch cộng đồng dành cho những cái du khách, người ta tới để trải nghiệm rồi tham quan
Hiện nay thì cái nhãn xuồng Lộc An là đã được công nhận là OCOP, nhưng mà hợp tác xã vẫn muốn làm nâng cao hơn nữa để cho du khách người ta có thể tới người ta tham quan. Không chỉ nuôi cá lồng bè, hợp tác xã này ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu còn liên kết với các hộ nuôi cá lồng bè trong khu vực, tạo ra chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, hợp tác xã còn đầu tư các hạng mục, cảnh quan tạo điểm nhấn nhằm thu hút du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng nổi của mình. Hợp tác xã của tụi em đã thả là gần 5.000 con giống, trong đó có những loại cá giống như là cá bớp, cá chim, cá cam. Cái sản lượng đó nó đang phát triển rất là tốt. Một phần sẽ bán cho thương lái, một phần cũng để trong cái làng bè ẩm thực để quảng bá những cái sản phẩm, những cái cá của mình cho những cái khách du lịch của địa phương khác, họ tới đây họ nghỉ dưỡng. Bà Rịa Vũng Tàu có địa hình sản vật phong phú, khí hậu mát mẻ, trong lành là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái nông thôn. Phát huy lợi thế này, nhiều nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã đã đầu tư phát triển 30 mô hình du lịch xanh, trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn để thu hút du khách. Đây cũng là cách để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, giá trị văn hóa, lịch sử, nét đẹp của vùng quê, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân ở nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Trong khuôn khổ của lễ hội Sen Hà Nội 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tặng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch bức tranh kính chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ghép từ gần 2.000 bức ảnh sen và 30 giống sen quý do các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả Bảo tồn và Phát triển. Thông qua lễ hội sen, thành phố Hà Nội hướng đến quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội, của vùng đất Tây Hồ, của sen, loài hoa tượng trưng cho khí phách và bản sắc tâm hồn Việt Nam. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội, phát triển cây sen là gắn với thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, thu hút du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thủ đô Hà Nội. Hà Nội hiện có trên 600 hecta trồng sen gắn với các mô hình khai thác chuỗi giá trị từ hệ sinh thái kinh tế sen. Trong số hơn 2.700 sản phẩm OCOP, có 18 sản phẩm từ cây sen. Với những ý nghĩa đó, thành phố Hà Nội kỳ vọng việc tổ chức lễ hội sen Hà Nội năm 2024 và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh thành phía Bắc là dịp để tôn vinh giá trị nhiều mặt của cây sen trong đời sống. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh xây dựng các mô hình trình diễn sen giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng những mô hình sản xuất sen hàng hóa chất lượng cao gắn với phát triển du lịch theo chuỗi giá trị, góp phần tăng cái thu nhập cho người dân. Đặc biệt, tại lễ hội, Viện Kinh tế Văn hóa và Nghệ thuật đã ra mắt bức tranh kính chân dung Bác Hồ. Bức tranh có kích thước 1,7m x 2,5m, chất liệu kính cường lực, được ghép từ 1.444 tấm ảnh hoa sen chụp từ các vùng miền của đất nước. Tại đêm chương trình nghệ thuật Tình Sen chào mừng lễ hội sen Hà Nội 2024, tác phẩm đã được ban tổ chức trao tặng cho khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để phục vụ nhân dân và du khách quốc tế. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và ban tổ chức lễ hội xin được kính tặng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ghép từ gần 2.000 bức tranh sen được chụp từ các vùng miền của đất nước, được xem như là biểu tượng kết tinh của những thông điệp về ý nghĩa của lễ hội sen Hà Nội. Tác phẩm giống như một bảo tàng về sen, gửi gắm biết bao tài năng, tâm huyết, sức sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời của các nghệ nhân, nghệ sĩ. Tâm sức đó là vô cùng đáng trân quý. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã tới tham quan động viên các chủ thể tham gia lễ hội sen Hà Nội 2024 và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, mỗi sản phẩm OCOP là sự chung tay của rất nhiều người, góp phần kích hoạt khu vực kinh tế nông thôn và chuyển dịch theo hướng tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Mỗi sản phẩm OCOP hướng tới việc kích hoạt sự năng động và hồi sinh sức sống của cộng đồng nông thôn, qua đó đào tạo một thế hệ doanh nhân mới là những người trẻ khởi nghiệp với các sản phẩm OCOP. Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc khai thác những giá trị văn hóa bản địa và thế mạnh để phát triển các sản phẩm OCOP và cũng là dịp để quảng bá và kích cầu du lịch thủ đô.